Trong tháng hành động về môi trường năm nay, chủ đề được chương trình môi trường của Liên Hợp Quốc lựa chọn là phục hồi hệ sinh thái, đã được nhiều địa phương, nhiều tổ chức hưởng ứng bằng nhiều hình thức khác nhau. Ý nghĩa của tháng hành động này còn được nâng cao hơn khi lần đầu tiên Việt Nam có cá nhân nhận giải thưởng Goldman về những đóng góp cho bảo tồn đa dạng sinh học và hệ sinh thái. Người đàn ông đang cứu hộ những chú thiên tây nhỏ khỏi một vụ buôn bán động vật hoang dã này tên là Nguyễn Văn Thái. Anh là giám đốc của Trung tâm Bảo tồn Động vật Hoang dã tại Việt Nam. Không nhiều người biết đến anh Thái, cũng như hoạt động của anh và tổ chức của mình. Cho đến khi, anh Thái là người đầu tiên của Việt Nam nhận giải thưởng Goldman về những đóng góp trong việc bảo tồn các loài động vật hoang dã bị buôn bán trái phép. Mình rất là ngạc nhiên khi mà được cái giải thưởng này. Vì là cái giải thưởng này thì không phải là cái giải thưởng mà mình tự đi đăng ký để nhận giải, mà lại là do những cái người khác mà đã từng biết về mình, họ đề xuất trao giải thưởng cho mình. Thì sau khi mà có những cái người đề xuất đó thì họ cũng đã trải ra qua một cái quá trình rất là dài để mà đánh giá những cái kết quả, những cái thứ mà mình đã làm và đóng góp được cho cái công tác bảo tồn. Khi mà nhận được cái thông tin là mình được giải thì ngoài cái sự ngạc nhiên thì dần dần mình cũng trở nên rất là tự hào, vì là những cái nỗ lực, những cái kết quả trong cái công tác bảo tồn của mình thì cũng phần nào được mọi người ghi nhận. Goldman Environmental Prize là giải thưởng được tổ chức từ năm 1989 với mục đích ghi nhận đóng góp quan trọng trong bảo vệ thiên nhiên của những nhà hoạt động trên thế giới. Mỗi năm, hàng trăm nhà hoạt động trên các lĩnh vực bảo vệ môi trường sẽ được theo dõi và đánh giá sát sao để cuối cùng chọn ra 6 nhà hoạt động xuất sắc nhất. Vì những yêu cầu và thẩm định khắt khe trên mà các tổ chức hoạt động hướng tới phát triển bền vững. Đánh giá, đây được coi là giải thưởng Nobel xanh cho đóng góp chung bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học. Giải thưởng ghi nhận quá trình 15 năm anh Nguyễn Văn Thái cùng cộng sự giải cứu gần 2.000 cá thể TT, xây dựng đội tuần tra cộng đồng anti-poaching để phối hợp với kiểm lâm tịch thu và gỡ bỏ hơn 9.700 bẫy thú, nhiều lán trại bất hợp pháp, bắt giữ nhiều kẻ săn bắt. Anti-poaching không chỉ đi cứu những con vật cụ thể, phá những cái lều lán cụ thể và dỡ hàng nghìn cái bẫy cụ thể, mà sau này họ còn đưa những cái hình ảnh rất là xúc động, hàng triệu view đấy lên cái Cùng Tôi Bảo Vệ Pumat chẳng hạn. Thì cái việc đấy nó thức tỉnh cộng đồng rộng hơn rất là nhiều, là cứu một con vật cụ thể, phá một cái bẫy cụ thể. Và tại Con Cuông thì anh Thái là người đóng giả, là người đại gia buôn thú rừng, để cuối cùng là câu nhử được đối tượng buôn bán đến để cho công an bắt. Chúng ta phải nói thẳng như vậy, thì là cái hành động nó rất là quyết liệt. Thì nếu như nhân rộng được cái mô hình này, và không chỉ một cái NGO này làm và các cái tổ chức khác cùng làm, thì Việt Nam chắc chắn bảo tồn thiên nhiên rất là tốt. Theo số liệu thống kê do Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên ENV ghi nhận, năm 2019 có gần 1.800 vụ vi phạm về động vật hoang dã, và con số này không hề giảm cho đến nay bởi lợi nhuận là rất lớn. Nhưng hoạt động của đội anti-poaching do anh Nguyễn Văn Thái thành lập đã phần nào chặn đứng được tội phạm buôn bán động vật hoang dã. Không chỉ giải cứu, anh Nguyễn Văn Thái cũng đã thành lập trung tâm phục hồi chức năng cho TT châu Á đầu tiên của Việt Nam. Nhờ đó, 80% những cá thể bị thương nặng đã được cứu chữa và phục hồi. Để nâng cao chất lượng cứu hộ, anh Thái đã quyên góp toàn bộ số tiền 200.000 đô la Mỹ giải thưởng cho các hoạt động bảo tồn động vật tại Việt Nam. Câu chuyện về người Việt Nam đầu tiên nhận giải thưởng Goldman khẳng định không chỉ cá nhân mà còn có các tổ chức, nhà nước cùng quyết tâm bảo tồn đa dạng sinh học cho thế hệ mai sau.